Xin chào các bác nha. Hôm nay em quay cho các bác 4 bức tranh hoàn thiện ở nhà em Hồng tại Vạn Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh, gần cầu Bình Than, chỗ Vòng Xuyến. Thì 4 bức tranh này em lựa chọn đó là bức Vinh Quy Bái Tổ, bức Thuận Buồm Xuôi Gió, bức Phu Thê Viên Mãn và bức Vịnh Hạ Long. Thì 4 bức tranh này chúng em thi công trong vòng thời gian là 3 ngày nhé. Thì trước đó thì em Hồng có xem thực tế ở nhà bố đẻ của em Hồng, chúng em đã vẽ rồi. Thì em Hồng rất là hài lòng và ưng ý, là em quyết định là sẽ vẽ 4 bức ở nhà mình. Đấy, em cũng rất muốn là các bác cứ đi xem thực tế thế, các bác thích và ưng mắt, cứ người thật việc thật, chúng ta không phải xem trên mạng hay quảng cáo gì đấy, thì nó sẽ thực tế hơn. Các bác ưng là chúng em thi công thôi. Thì 4 bức tranh này chúng em hoàn thiện từ phần lót nền vừa em quay cho các bác xem đến phần này là hoàn thiện. Thì các bác nhìn chi tiết bức tranh nhé. Đây là bức tranh Phu Thê Viên Mãn. Bức tranh vẫn có chiều sâu và độ sắc nét. Ở đây chúng em vẽ trực tiếp trên tường phẳng, sau đó vẽ màu giả gỗ xung quanh. Đây là bức Vịnh Hạ Long. Thì bức này ở ô tường thụt các bác ạ. Bức ở bên cạnh là vẽ tường phẳng trực tiếp luôn, sau đó chúng em vẽ màu giả gỗ. Còn ở bức tranh này thì chúng em vẽ ở tường thụt tường 10, thì nó cũng có độ sâu hơn một chút. Thực ra là nhiều người cứ bảo là tường âm ấy, nó sâu, thì theo em cũng không phải đâu. Nó do là người vẽ thôi. Độ sâu tranh hay nông tranh là do người vẽ thể hiện, chứ không phải là do cái phần tường âm này nó sâu. Nó chỉ sâu 10 phân thôi, chứ còn cái độ sâu của tranh thì là do người vẽ quyết định. Còn đây là bức Vinh Quy Bái Tổ. Thì bức tranh này thì em Hồng yêu cầu là vẽ giống y như nhà bố đẻ. Vì vừa rồi nhà bố đẻ là cũng vẽ một bức tranh như này. Thì bức tranh hơn 1 mét mà video trước đó em quay ấy, các bạn, thì em bảo vẽ y như thế. Em thì em bảo có rất nhiều mẫu Vinh Quy Bái Tổ có thể vẽ mẫu khác ấy, thì mình thay đổi đi, nhưng mà em ấy ưng cái bức đấy nên em ấy cứ bảo vẽ giống như vậy. Còn đây từ cửa vào thì em ấy cũng chọn một bức Thuận Buồm Xuôi Gió, làm ăn buôn bán cho nó thuận lợi may mắn các bạn. Thì các bác có thể tham khảo 4 cái mẫu tranh này ở phòng khách, xem hợp lý thì các bác có thể liên hệ cho em qua số điện thoại em in trên màn hình. Xin chào các bác nhé, hẹn các bác ở những video tiếp theo. Và các bác có câu hỏi nào về tranh có thể bình luận ở dưới để em trả lời. Xin chào các bác.